Em cầm này cứ quạt quạt này, chị tưởng em quạt bằng cái xốp cơ. Giống giống mà mấy cái quạt mà chị em mình mua trong siêu thị nó có cái tay cầm như này này. Thế xong rồi quạt 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 này ấy. Hóa ra đây là đồ ăn à. Bánh quế ngon lắm, ngon hơn bánh quế ngày xưa của chị ấy. Mới sắn được quả quạt gì mà hay thế em? Đúng là chị đeo sắn lắm. Làm sao? Ủa, em ăn cái gì vậy? Xốp à? Em quế à? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Trời ơi, sao lại có bánh quế mà chị đang ngồi á, chị tưởng là xốp cơ. Nói chị xem nào. Wow, đây là bánh quế á. Nhưng mà chị nhớ ngày xưa nha, bánh quế của chị nó chỉ bé hơn thế này và nó mỏng lắm, chứ nó không dày như này đâu. Em cầm này cứ quạt quạt này, chị tưởng em quạt bằng cái xốp cơ. Giống giống mà mấy cái quạt mà chị em mình mua trong siêu thị nó có cái tay cầm như này này. Đấy xong rồi quạt 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 này ấy. Hóa ra đây là đồ ăn à. Bánh quế ngon lắm, ngon hơn bánh quế ngày xưa của chị ấy. Bánh quế ngày xưa của chị không được xốp như này đâu. Uầy, công nhận bây giờ em toàn được ăn bánh ngon rồi. Ngày xưa nhá, bọn chị ấy, cái bánh quế đây nó bé bé, nó mỏng cơ. Xong như này này. Lỡ. Nhưng cái này dày lắm, không nạm được. Đấy, em thử đi xem. Úi giời, thôi, cái đấy hỏng rồi, bỏ đi. Ui, bay hết rồi, mày có chỉ giữ được. Không sao. Đó, thế nào. Mở. Bây giờ chỉ có ăn thôi. Ui, ngon thế nhỉ. Cái này thơm mà, nó lại dày mà lại xốp nhỉ. Ngày xưa không ngoán này không? Ngày xưa ta toàn làm một bột sẵn nên là ăn nó hơi có mùi hôi hôi nữa. Uầy, mà này không mới đúng không? Chắc đi biển à? Không. Kinh nha. Quá rồi thế nào. Hôm nào mà đi biển cho chị mượn nhá. Sao? Được không, được không, được không? Chị đội được không? Như nào? Trời ơi. Tôi không phải là con nít nữa, tôi phải buộc cái này. Không, chị phải buộc nhà em. Đi ra biển hai chúng ta sẽ như thế này và cầm cái quạt. Ôi đói quá, ôi đói quá. Trời ơi, ngon rồi, đúng không? Vừa chơi, vừa ăn, vừa được quạt mát. Đúng không? Kinh quá nhỉ, mới hẻ cái đã sắm ngay quả mũ xịn thế. Ngon nhỉ? Công nhận ngon thật đấy. Ăn cái váy à? Ăn theo hình đúng không? Đây chính là cái váy này, váy cô dô. Mặc vào đây. Xin chào chị Sushi, chị đang làm gì đấy? Lừa thuyền. Này, đi về nhà chị nấu cơm ăn đi. Hôm nay em có bố mẹ có nhà không? Em bố mẹ có nhà không? Không. Thế là ăn cơm ở nhà chị nhé. Hôm nay chị lại nấu cho món mì hôm trước đây. Ăn vót 4 bát luôn đi. Em ăn này, em gần 4 bát. Chú đó hả? Hôm nay yên tâm đi, về chị nấu cho nguyên một nồi ăn 10 bát luôn. Khi nào no thì về, không ăn hết chị vút vào lỗ mũi luôn đi. Dậy đi. Có ăn được không? Lúc đấy có ăn được không? Không ăn được thì đừng mất đi. Em không ăn đâu. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.